xin chào cho anh em quay trở lại với channel của em nhé. Thì đến ngày hôm nay thì em đã nhận được 1.203 câu hỏi về bài mồi câu sông nước nợ, nhưng mà chưa có thời gian làm được cho anh em. Thì đến ngày mai em được nghỉ mùa 29, được nghỉ 3-4 ngày liền, thì em cũng đi câu sông nước nợ ấy. Thành ra là hôm nay tiện đây để phối mồi cho anh em xem cách làm sao mới để câu sông nước nợ hiệu quả nhất nhất. Đặc biệt là anh em câu sông nước nợ vào mùa này rất là ok, bắt đầu từ đầu thu này, hoặc là đẹp nhất là cuối thu chuyển sang đông ấy, thì câu sông nước nợ là hay là hàng nhất. Này em ốm nha, thì là giọng nó hơi khàn, em thông cảm nhé. Đấy thì nó hay được hàng nhất, bởi vì sao? Bởi vì cái tầm cuối thu đầu đông ấy, cá bắt đầu đi ăn nhiều hơn, mẹ nó nhiều cá béo các bạn. À, khổ chưa các bác này, vừa em định bác trong nhà phối mồi em xem mà vợ đuổi nên em lại phải ra đây phải cắm luôn cái ổ, nắng lắm. Được cái là cái mùa này trời nó có nắng thế này nhưng mà trong râm nó mát. Đấy, rồi là xong thu rồi. Em ngồi chỗ này được cái nó rất thơm anh em ạ, thơm mùi mướp. Toàn hoa mướp, chỗ em trồng mướp ở dưới neo giàn trên đây anh em nhìn có phê không? Quả to luôn đấy. Anh em trồng cả chanh leo với mướp thì chanh leo này nó hết quả rồi. Đây. Quả này anh em mà cho xào với nong gà còn gì bằng. Đấy là một quả to luôn. Ý, bác nhìn quả to, quả này già mất rồi. Trồng mướp neo giàn như nhà em rất là ok, quả này nó già mất rồi. To nhỉ. Quả này không để ý, để ý thì chắc là cũng bắt là ăn đâu rồi. Như cái võng. Đẹp chưa? Đúng cái võng luôn. Đây là hoa quả nổ. Quả này nó già tí nữa là cho nước ngâm nổ luôn đấy anh em ạ. Má thật đấy, ngồi trong đấy, nó thơm mùi hoa. Hoa mướp. Ua. Đây anh em xem lại toàn hoa mướp thôi. Rất là thơm nhá. Review bay mùi ở trong cái bụi này rất là ok luôn đấy. Nhìn đẹp chưa? Thì trước tiên anh em nhé, thì trước tiên là phải đi qua cái nguyên liệu. Thì nguyên liệu chính của nó sẽ phải là tôm anh em nhé. Đặc biệt là cái loại tôm mà người ta đi ở trên sông đấy, hoặc là chắn đằng ở trên sông được anh em ạ. Đây là nó chưa chuẩn là tôm của nó đâu. Đây là tôm cũng là sông nước nợ, người ta nuôi sông nước nợ, nhưng mà này chưa chuẩn. Nó phải là cái loại tôm đất như thế này anh em. Đây đây, chính xác nó phải là loại tôm đất mà nhỏ nhỏ này ở trên sông người ta hay rêu được. Hoặc là cái loại tôm chỗ em người ta gọi là tôm gai đấy. Đấy các bác mua có 10.000 thì một đống luôn. Cái này em mua tôm nó hơi to, bởi ra hôm nay đi ra muộn quá nó không có. Nhưng mà tôm này cũng ok bởi nó tanh. Nó tanh kiểu nó tanh sông nó nở chứ không phải tanh như kiểu tôm đồng đâu anh em ạ. Đấy, đây là nguyên liệu chính nhá. Cậu mới, đây sẽ là phụ gia này. Đây là phụ gia để làm khô mồi này. Cái này cũng là phụ gia này, phải có cái này anh em ạ, đặc biệt phải có bột mì nhá. Không có mì bài mồi không làm được đâu. Và đây. Đây là nguyên liệu phụ thứ hai. Đấy. Cái này là chính này. Cái này là phụ này. Còn cái này là phụ gia này. Phụ gia này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phối mồi anh em nhé. Đấy. Đánh cá sông nước nợ thì bằng mồi đánh vô cùng hiệu quả luôn. Đấy. Quan trọng là cách anh em phải phối mồi được nhé. Rồi chúng ta bắt đầu vào tay bóc tôm. Đối với sông nước nợ anh em đi câu thì đa phần là hay câu tôm hoặc là giun. Giun thì cũng ok, nhưng mà giun thì nó chỉ lên được một số loại cá nhất định thôi, nó không được lên được nhiều. Giun thì em thấy đa phần là câu mới hay câu được cá vèn này, rô phi này, mấy này cá úc ngạnh. Đặc biệt là úc ngạnh chỗ em thì nó hay ăn được. Giun là cũng tương đối là nhạy. Nhờ cái mùa đông mà đào giun không có. Cái thứ hai là nó chỉ câu mấy cái loại cá thôi. Còn đâu mà bài mùa này thì sẽ câu được vô số loại cá, hầu như là tất tật trừ loại cá săn mồi anh em nhé. Mồi này trừ loại cá săn mồi thôi, như vược với lại cháp. Nhưng mà lại em lại có cái cách đánh được cả vược với cháp. Khi anh em đi làm mồi này câu ấy, mình móc luôn tôm sống vào, mình câu hai lưỡi anh em nhé. Một lưỡi này đánh một loại này, còn một lưỡi đánh tôm sống đánh loại kia, thì cháp mẹ vược nó mẹ ăn. Đây anh em nhé, anh em nhớ phải giữ lại cái phần đầu tôm này. Cái phần này nó rất là tanh. Cái phần này phải giữ lại, đặc biệt phải giữ lại. Rồi. Bóc hết, cái này phải bóc hết anh em nhé.
bài mồi này các bác đi đánh này tuyệt vời luôn. Đấy. Đánh không trượt con nào. Trời nắng này mai đi đánh cũng là ok này. Có cái ô là mùa này các bác đi câu là sướng rồi, chỉ cần có cái ô là nằm trong bụi là nó râm là nó mát ngay, chứ không như mùa hè. Mùa hè mình đi câu có ô thì nó vẫn nắng, vẫn nóng. Mùa này thì có ô thì sẽ không nóng nữa. Đây này cũng làm theo nhiều yêu cầu của anh em, chứ thực ra là em đăng bài mồi nên mấy ông bán mồi ông tức lắm ấy, cay lắm, ông chửi suốt đấy. Mà thôi, vì anh em thì vẫn cố nó ra cái bài mồi hay. Còn mà bài mồi cá rô đồng thì phải đợi đợt sau anh em nhé. Đợt sau em câu em phải lên được nhiều hoa hôm nam có thời gian đi câu ấy, để cho các bác xem cá rô đồng nó cuốn hổ đấy. Giật mỏi tay bắt đầu em mới chia sẻ cho bác xem cái sự lợi hại của bài mồi của em. Rô đồng mấy cá chê. Đợt này nó chưa phải mùa, nó thành ra đi câu nó nắc đác, nó chưa cuốn hổ. Rồi, tôm đã bóc lõn hết rồi, toàn thịt thôi. Thì mình giờ mình sẽ phải cho phụ gia vào để giã cùng nhá anh em nhé. Đây, khi mình bóc tôm này đấy, nó ra rất nhiều nước, anh em phải có phụ gia là bột mì cho vào để thẩm thấu. Thứ hai là để cho nó dẻo, dã nhuyễn. Cái này là em phối mồi để ngày mai em đi đánh đơn. Đơn đài, đánh sông đa phần các bác đánh đơn đài hoặc là năng C. Trên lục đánh sông hướng lợ thì ít người đánh lục lắm. Ngày mai em đi đánh đơn hay là phối mồi để các bác đánh đơn đài. Mồi bột thì anh em đánh đơn đài nhớ phải là có bột mì nhá, để tạo độ dẻo. Mồi không tan được trong nước. Cái này có ngâm cả ngày thì cũng không bao giờ tan được. Đó. Tanh lắm. Đúng là các loại tôm sông này tanh, cá cực kỳ thích ăn loại này. Cái loại này chỉ cần xuống một cái là nó bâu ngay. Khi anh em đi câu thì nhớ xả mồi, sẽ làm xả mồi ủ nhá, đừng xả loại này nó tốn mồi, xả mồi ủ để dụ cá đến thôi. Chứ các bác nào mà điều kiện lắm thì mới dám xả các loại này. Đó, rất là dẻo và dính. Dã nhuyễn. Cái này mà anh em có máy xay trình tố đẹp quá nhỉ. Nhà em không dùng ở đấy nha. Phải dã. Mua mấy cái về trước ngày xưa không biết làm mồi, cứ cho đi xay cơm để bóp. Nó kiểu nó dẻo quá, nó cháy mất. Từ đấy giờ này không dùng máy xay sinh tố nữa. Ok. Em nhìn này, tôm dã nhuyễn là rất là tanh anh em ý. Đấy, có bột mì rất là tanh và dẻo. Mình cho thêm một chút nữa để cho nó khô ấy. Anh em cứ cho bột mì làm sao ấy, thấm nó khô con tôm nhá. Tôm phải thấm là khô cơ. Thấm không khô là hỏng hình đấy. Đây. Riêng mà cái loại tôm tẩm mấy bột mì này nhá anh em nhá, đi câu là cháp rất là ok luôn, rất là nhạy. Nhưng mà mình muốn đánh làm sao đánh là nhiều loại cá hơn nữa thì phải phối. Không phối mồi thì chỉ đánh một loại cá thôi. Mà anh em thấy một loại cá thì nó sẽ ít hơn là so với nhiều loại cá. Nó không phải ít về số chủng loại mà nó ít về cái số lượng đấy. Giờ một quãng sông này mà mình mồi mình có thể câu được nhiều loại cá thì tất nhiên là nó lắc đáp một vài con của cái loại đấy đến thì mình sẽ câu được nhiều cá hơn, đúng không? Chứ mình ví dụ mình đang chờ mỗi cháp đến mà bây giờ có mấy con chấm con chim dolphin nó nào vàng mà quanh đấy rồi thì cháp nó sẽ không đến nữa, mà mồi mình có thể câu được cái loại đấy thì sẽ lên hết. Thành ra là phải câu sông là phải chơi mồi tổng hợp, chứ anh em cứ chơi mồi chuyên một loại thì không ăn thua. Đấy, anh em nhìn chưa, này là chuẩn này, dẻo này. Đấy, dẻo mướt luôn. Cái này nó gần như kiểu là mồi vuốt đấy. Câu cháp như thế này này anh em ok rồi, móc phát vuốt là rất ok rồi. Nhưng mà em muốn đánh nó nhiều thể loại hơn, không không để chơi những cái này không được.
như câu nói chung là nó cũng phụ thuộc vào may mắn rất là cao. Rồi. Đây là mồi ủ chua các bạn ạ. Mồi ủ chua của em ủ này, càng để lâu càng chua thơm, anh em thấy chưa? Càng để lâu càng chua thơm. Thì các bạn nào mà chưa biết bài mồi ủ chua thì em để link bên dưới nhá. Bài mồi này thì phải đến em xem nào, đến 500.000 anh em ấy, sử dụng cái bài mồi này của em này đánh tất hiệu quả báo cá liên tục. Mồi này nó là vô đối trong các loại mồi, bởi vì sao nó vô đối? Thứ nhất nó vô đối về giá thành, thứ hai là vô đối về độ nhạy này, độ nhạy cực kỳ nhạy đối với các loại cá nước ngọt có vảy. Đánh rất là kinh khủng luôn. Thay thế ở run này. Đấy, anh em đánh bài mồi của em thì nên trôi nói này, trôi cái bài mồi này cực kỳ là nhạy luôn. Chỉ cần phối thêm một ít thành phần nữa là lên đủ các loại cá luôn. Mồi ủ này thì mình sẽ lấy bằng 2 phần so với cái mồi bột tôm em nhé. Mồi bột tôm nó 1 phần thì cái này sẽ lấy gấp đôi. Đấy, cái này nó ok. Để đánh thêm các loại cá có vảy thì phải chơi cái loại này. Rồi, đây cái hỗn hợp của mình anh em thấy chưa? Tôm này rất là tươi luôn. Bây giờ sẽ phải nhào với nhau. Rất là tươi vào anh em ơi. Như kiểu mồi vuốt luôn đấy, anh em cắm này mà vuốt lưỡi là đánh chát cực kỳ ok. Rất là dẻo. Phối cái này vào thì cá sông nó ăn như chết đói luôn. Để chứng minh cái độ hiệu quả thì ngày mai em đi em đánh cho các bác xem. Mặc dù là mùa này vẫn chưa phải là cái mùa đi câu sông đâu. Chỗ em thì hầu như là cá nó vào đa phần là cuối cái tháng 10 đấy anh em ạ. Cuối tháng 10 bắt đầu đi câu sông nước nợ với là ok. Còn bây giờ là hầu như là anh em sẽ đánh nước ngọt. Bởi vì sao vậy? Cá sông nước nợ cái cuối tháng 10 nó mới béo. Đặc biệt là cá úc ngạnh. Chuẩn kỹ các bạn nhé. Là một cục câu đơn này mà anh em vã mệt. Mồi này đầm bảo anh em đi câu này ít khi món nó được nhiều thì ít. Em đi câu mồi này chưa bao giờ món, chẳng qua nào có được nhiều với cá hay không thôi. Hôm nào mà cá nó đi ăn theo đàn ấy, nó tụ được cá thì dập để nói là mỏi tay mà lên không biết bao nhiêu cân. Anh em đừng nên sử dụng gói mồi bột tôm làm gì. Mua gói mùi nó không được tanh, tanh nó không được tươi như loại tôm thật này của mình đâu. Này này có mồi ủ này anh em sẽ nên được chép chấm này, chim này, rô phi này, rô phi sông nước lợ nhá, không phải ngọt đâu. Nước lợ là thuộc cái thành phần khó đánh nhất đấy. Chép chấm, rô phi, cháp. Vược thì anh em phải đánh hai lưỡi, riêng loại cháp mới vừa anh em phải đánh hai lưỡi nhá. Một lưỡi mình để tôm nhảy móc đuôi đấy, hoặc là tôm tươi đấy. Một lưỡi đánh mồi này để săn nhiều loại cá hơn. Mai em cũng đánh kiểu vậy. Úc ngạnh này, nói chung là nó hầu như đánh tạp nhàm tất cả các thể loại. Đánh nhạy luôn chứ không phải là đánh kiểu bình thường đâu. Sông nước nợ, sông nước đục. Anh em cái mùa này mà đi đào run là cực kỳ bất khuất đấy, không có run mà đào đâu. Cái mùa kiểu nó hanh khô, run nó xuống ấy. Thứ hai là câu run chỉ câu được một số loại cá, không câu được nhiều. Nó không thể nhạy bằng cái loại bài mồi tổng hợp được đâu. Đó anh em nhá. Dẻo gần như không dính tay nhá. Tí mình phải cho thêm phụ gia để không dính tay, ngày mai anh em đi câu mới là ok. Rồi. Cho thêm cắm gà. Cái cắm gà này em sử dụng đa phần nó chỉ là phụ gia. Anh em sử dụng cắm trứng cũng được. Phụ gia để làm khô mồi, chắc mồi thôi. Chứ nó không tạo hương vị đâu. Để mà cá nó có cái hương vị của cắm gà đấy. Nhưng mà để mà cá nó đến vì cái hương vị nó hầu như không có. Nó sẽ đến với hương vị của ủ chua, của tanh của tôm. Đấy. Em đa phần em sử dụng cái cắm gà hay cắm trứng chỉ là cái phụ gia bóp mồi cho nó chắc mồi, không dính tay thì phải cần bột mì, và dẻo phải bột mì, không tan trong nước cũng phải có bột mì, không tan trong nước có bột mì nhưng cũng phải có cắm gà nhé, bởi bột mì nó dẻo lắm, anh em mà chơi mẫu bột mì không là
tí không móc đâu. Mày có cắm cái à thì nó mới cứng rồi. Về mồi vất xuống không cho tan. Nước sông nước nợ anh em, nước sông nước nợ có chảy đến mấy anh em chỉ cần cho thêm bột mì ò mấy cái gắm gà này ngâm cả ngày chảy thoải mái luôn, không bao giờ tan mặc dù nãy đơn. Trước em có video test cho bác xem đấy, ngâm mồi trong nước này kể có chảy mấy không bao giờ tan mất mồi được đấy. Thì gần là một cục thế này là nói cái mùi này, nó mình thấy nó cũng hấp dẫn. Một cục này là ba anh em ấy đánh đơn thì đánh cả ngày, tiếng nữa đơn đánh cả ngày, xả thêm tí mồi ủ nữa là tuyệt vời luôn. Bảo quản cái mồi này em phải bảo quản trong tủ lạnh, tủ đông đá nhé, đừng bảo quản trong tủ mát. Bởi vì sao? Bởi vì anh em bảo quản trong tủ mát ngày mai em vác đến chỗ câu là mồi bị ươn mồi rồi. Anh em cho trong tủ đông đá, tủ đông đá lạnh rất là lâu đấy. Mai em đi câu thì hôm nay em sẽ cho vào tủ đá luôn. Tủ đá luôn thì ngày mai em đi đến chỗ câu mất khoảng 2 tiếng thì bắt đầu mồi tan cái phần bên ngoài đấy. Bên ngoài nhá, xong mình lấy cái phần bên ngoài mình câu. Cứ câu dần thì đến bên trong cuối mồi, mồi nó vẫn còn tanh tươi, không phải tanh thối. Nếu tanh thối tầm đấy nó chỉ câu được cá trê thôi anh em ạ. Anh em nhớ nhá, cho vào tủ đá, tủ đông đá. Đến chỗ câu nó khoảng 1-2 tiếng bắt đầu mồi nó tan ra là vừa tầm. Đấy, xong mình cấu những cái bên ngoài mình câu, đúng không? Cấu bên ngoài câu. Lúc trong lúc câu anh em phải bảo quản, vẫn để trong túi nhá, chỗ râm mát hay đừng để phơi nắng nhá. Vì nó có tôm, mà có tôm nào mà mồi nó ươn nó thối ngay. Đấy, cứ để trong đông đá mày cấu bên ngoài câu, cứ móc dần đến cuối của ngày câu anh em mồi nó vẫn còn tươi luôn. Mình không biết bí quyết thì thành ra đi câu này làm mồi xong này câu ấy toàn được cá nheo cá trê là hỏng, nhưng mình phải câu nhiều các loại cá. Rồi. Thế này là bài mồi đến đây là thành công rồi anh em này. Đấy. Đây, nhìn bó này. Tay này. Đấy. Thấy chưa? Anh em mà câu chỗ nào mà nước chảy nhiều hơn thì phải cho nhiều thêm bột mì vào. Ok chưa? Cái này anh em thấy ok chưa? Rất là tanh luôn. Đấy, về mồi này nó chuẩn này. Mồi thế này là chuẩn đét rồi. Bây giờ em sẽ cho vào đóng hộp và em để trong tủ đá nhé. Bảy mồi đến đây là hoàn tất anh em ạ. Anh em nhìn mồi này. Tôm lẫn bẫn này. Đó. Tôm được phê thôi rồi luôn. Chúc anh em có bài mồi cho riêng mình câu được nhiều loại cá nhé. Liên hàng thì cứ vào bóc em trong nhóm group Phương Thảo Huy Sinh ấy. Rồi, chào, hẹn gặp lại anh em trong tất cả video tiếp theo. Các bạn nhớ đón xem video test hàng ngay sau cái bài mồi này nhá. Ngay sau cái bài mồi này thì hôm nay là thứ mấy nhỉ? Là thứ bảy thì ngày mai chủ nhật em đi câu. Chủ nhật đi câu, thứ hai em đi làm tăng ca một buổi 200% thì không làm video, khoảng thứ ba là sẽ là video nhé. Sau bài mồi này khoảng 2 hôm thì sẽ lên được video. Mong là lên được nhiều hàng cho anh em xem.